Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc có thể là trường hợp đặc biệt. Có phương án đề xuất ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc ở lại tiếp tục trong nhóm tứ trụ sau đại hội lần thứ 13. Theo một số ý kiến trong dư luận Việt Nam hôm 9 tháng 1 đưa ra. Hội nghị 15 được xem xét phương án tứ trụ và trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi sắp diễn ra tại Hà Nội có thể vào ngày 15 tháng 1. Đại hội Đảng thứ 13 cũng đánh dấu chuyển giao lãnh đạo 5 năm một lần sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đến giờ chót này, dư luận Việt Nam đang bàn luận phương án nào mà có thể Bộ Chính trị sẽ chỉnh ra Trung ương ở hội nghị 15 để bỏ phiếu. Theo đó, có thể hội nghị 15 sẽ xem xét và bỏ phiếu cho phương án 1. Thứ nhất là Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng ông Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phạm Minh Chính. Phương án 2, để hội nghị 15 xem xét có chút khác biệt là đảo ngược lại hai chức danh như sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có những ý kiến trong nhân dân ở Việt Nam nhận định đây có thể là phương hai phương án được Bộ Chính trị ủng hộ và sẽ đưa ra hội nghị lần thứ 15. Tuy nhiên, cũng đang có những ý kiến nói các đề xuất trên mới mang tính dự báo và phỏng đoán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước của Đảng, trong đó bí mật nhà nước độ tuyệt mật của Đảng. Trong những thông tin đó thì thông tin tuyệt mật bao gồm quyết định, kết luận, tờ trình, kế hoạch, báo cáo, thông cáo và thông công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh các vấn đề về chính trị của các ông Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. Báo cáo và các tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án và phương án nhân sự của Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai. Và quyết định 1722 cũng có hiệu lực ngay từ ngày 3 tháng 11 năm 2020, như vậy là ngay trước Đại hội Đảng. Và ít ai có thể khẳng định trong bối cảnh thông tin chính trị hạn chế ở Việt Nam, mọi việc có thể suôn sẻ. Nhưng có thể Hội nghị 15 sẽ phát ra những tín hiệu công khai hơn để người dân được biết thêm một chút ít về Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng và đại biểu giơ tay biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên trang web Diplomat vào ngày 7 tháng 1, nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang có đặt vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đại hội tới sẽ chọn ổn định hay dân chủ trong Đảng. Chọn cách nào với nhân sự đều có rủi ro, thậm chí là rủi ro tự hoại như ở Liên Xô, chọn các ủy viên Bộ Chính trị có tuổi trung bình quá 70 tuổi thời Brezhnev trước kia, tác giả này viết trong bài tiếng Anh. Các vị trí lãnh đạo sắp tới của Việt Nam rất được quan tâm và chờ đợi trong bối cảnh Việt Nam được hy vọng sẽ là điểm sáng kinh tế trong vùng. Phát biểu vào hôm 28 tháng 12, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết năm 2020, kinh tế tăng trưởng dương đạt 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm vẫn tăng trung bình 5,9% mỗi năm. Ông cho hay nợ công giảm từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 55% vào năm 2019, tuy có tăng trong năm 2020 do nhu cầu chi tăng để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn ở mức 56,8% dưới ngưỡng an toàn của Quốc hội quy định. Mới đây, Việt Nam dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ 19 của thế giới, vượt qua Thái Lan và Đài Loan, theo một viện nghiên cứu tại London chia sẻ. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh công bố báo cáo hàng năm, họ nói đến năm 2028, họ cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt Mỹ, sớm hơn 5 năm so với dự đoán trước kia của họ. Tổ chức này cũng ấn tượng với Việt Nam và cho hay hiện nay, vào năm 2020, trước đó Việt Nam cũng đã là nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, thua Thái Lan là 25 và Đài Loan 21. Nhưng họ dự đoán đến năm 2035, Việt Nam sẽ về hơn về quy mô kinh tế và đứng thứ 19 trên thế giới, còn Thái Lan thứ 21 và Đài Loan thứ 26. Cũng trong tháng 12 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản SEF đã công bố dự báo rằng đến năm 2023, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập
trên trung bình vào năm 2035, GDP của Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan. Tổ chức này tại Nhật Bản cũng dự đoán thu nhập đầu người Việt Nam sẽ là 11.000 đô la vào năm 2035 và quy mô kinh tế sẽ lớn thứ hai trong vùng chỉ sau Indonesia. Sát đại hội lần thứ 13 vẫn chưa biết ai là người đặc biệt được chọn ở lại và điều này Đảng Cộng sản Việt Nam lần đại hội này giữ tuyệt đối kín đáo. Đây là hình ảnh thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chốt được ai sẽ là Tổng Bí thư do chưa chọn xong trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi, mặc dù Đại hội 13 sắp khai mạc vào ngày 25 tháng 1 tới đây. Đài phát thanh và tiếng nói BBC được biết Bộ Chính trị do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu còn ít nhất một cuộc họp có thể diễn ra vào ngày 9 tháng 1 để bàn thảo về ứng viên do 4 chức danh tứ trụ và các trường hợp trên 65 tuổi được giới thiệu tiếp tục ở lại. Theo quy định chặt chẽ của Đảng, nhân sự tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi, Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 12 tái cử không quá 65 tuổi. Đến giờ này, sự quan tâm đặc biệt đang dành cho hai trường hợp trên 65 tuổi. Đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới làm Thủ tướng một nhiệm kỳ và chính phủ giai đoạn 2016-2020 được đánh giá cao trong quản lý kinh tế, xã hội của Việt Nam. Còn ông Trần Quốc Vượng được giới quan sát từ 2 năm qua xem là một trong vài ứng viên hàng đầu cho chức danh Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về những thông tin cần phải đưa vào danh mục đặc biệt của nhà nước. Và càng gần đến ngày đại hội Đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam dường như càng đưa ra nhiều danh mục bí mật hơn đối với người dân. Điều này trái ngược hẳn với những gì họ công bố. Một phần của những quy định này mà thông tin về quy hoạch tứ trụ đến giờ dường như vẫn kín bưng trước nhân dân. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định và dự báo rằng sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt để hợp thức hóa những người cao tuổi này. Tổng hợp các nguồn tin thì đài BBC được biết Bộ Chính trị có một cuộc họp trong tuần cuối cùng của năm 2020 vừa qua. Tại đây, các vị lãnh đạo chóp bu đã bàn về phương án bao nhiêu trường hợp đặc biệt được ở lại. Dường như đa số với tỷ lệ sát nút trong Bộ Chính trị ở cuộc họp này ủng hộ phương án chỉ một người trên 65 tuổi được ở lại khóa 13 mà thôi. Nhưng phương án hai người trên 65 tuổi vẫn chưa bị bác bỏ vì vẫn có một số người trong Bộ Chính trị ủng hộ. Vì thế, một cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị có thể trong ngày 9 tháng 1 đã tiếp tục bàn và cố gắng chốt trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra. Đảng Cộng sản Việt Nam trước đó đã công khai tại Hội nghị Trung ương rằng Trung ương 15 chưa rõ ngày nào trong tháng riêng và Bộ Chính trị sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu ra đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Và chỉ khi Bộ Chính trị xác định có bao nhiêu người trên 65 tuổi được giới thiệu ở lại, họ mới có thể chốt nhân sự giới thiệu cho các chức danh chủ chốt bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Nói với giới báo chí Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội Lý luận Trung ương cho biết thêm chi tiết. Đối với các trường hợp đặc biệt, không phải chỉ có Bộ Chính trị quyết là xong, mà Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương lại phải trình đại hội để xem xét có nhất trí danh sách giới thiệu đó để bầu hay không. Tinh thần của khóa này cũng vậy, những trường hợp đặc biệt của Bộ Chính trị phải xem xét một cách toàn diện, có thực sự đặc biệt hay không. Đây là hình ảnh báo Tiền Phong đưa tin rằng phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Trong tinh thần này, dù Bộ Chính trị có giới thiệu bao nhiêu người trên 65 tuổi, phương án đó vẫn phải phụ thuộc vào lá phiếu của Trung ương Đảng trước khi được trình ra đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược của ban lãnh đạo khóa 12 chuẩn bị cho khóa 13 được xem là nghiêm ngặt hơn các nhiệm kỳ trước đây. Sau khi là trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị được bầu lại vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh phải đổi mới về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí, đánh giá cán bộ. Đầu năm 2020, ông cho ban hành quy định số 214 thay cho quy định 90, quy định tiêu chuẩn cho các chức danh trước đó. Ví dụ, quy định 214 yêu cầu lãnh đạo không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị thành lập một ban chỉ đạo chỉ để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho một nhiệm kỳ 2021-2026 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Số cán bộ cấp chiến lược kỳ này được đưa vào quy hoạch cho giai đoạn 2021 chỉ là hơn 220 người
giảm gần 300 người so với quy hoạch khóa trước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tập trung quy hoạch dân sự, nhân sự, phục vụ Đại hội 13, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa 12, vừa quy hoạch nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo như những nhiệm kỳ trước đây từng làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.